Câu chuyện về thiên đường thứ ba chắc chẳng có gì xa lạ với chúng ta. Vậy nên có rất nhiều người Việt Nam tìm mọi cách để được sang nước ngoài, thậm chí là không ngại trả giá, ngay cả cái giá đắt nhất là mạng sống, để được ở lại một đất nước phát triển, nơi được gọi là thiên đường sống và tự do dân chủ. Và thật sự thì các chú ba que thích điều này. Nhưng cuộc sống đó có thực sự như mọi người mơ mộng? Các bạn nghĩ rằng đất nước nào cũng nhiệt tình mến khách như Việt Nam? Đất nước nào cũng thân thiện như Việt Nam? Đất nước nào cũng không phân biệt chủng tộc, màu da như Việt Nam? Các bạn có biết những người da đen vẫn ngày ngày phải chịu sự phân biệt và khinh miệt của người da trắng ngay trên những đất nước được gọi là đề cao dân chủ? Những tư tưởng đã ăn sâu vào trong máu của họ rằng những kẻ khác tộc chỉ đáng làm nô lệ, không có quyền được sống như họ trên đất nước của họ, và đã từng có những nơi cấm chó và người da đen. Các bạn nghĩ xem, chúng ta, những người gốc Á, tóc đen, mắt đen, da vàng, sẽ được họ đối xử như thế nào? Dân chủ ư? Không bao giờ các bạn ạ. Trong lòng họ, chúng ta cũng chỉ là những chủng tộc khác với bọn họ, sinh sống trên đất nước của họ, cạnh tranh cơ hội kiếm tiền của họ. Chúng ta phải chịu đựng sự bất công, chèn ép của họ để sống. Các bạn có thấy những người nước ngoài nào phải chịu chèn ép, bất công do phân biệt chủng tộc ở Việt Nam hay chưa? Việt Nam ta có câu, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù độc ao nhà vẫn hơn. Thật sự, bạn sẽ chẳng tìm được đất nước nào như đất nước của chúng ta đang ở đâu. Vì trong lúc hoạn nạn, chúng ta mới thấy được tình người. Trong lúc Covid, chúng ta chỉ thấy chỉ có Việt Nam mới sẵn sàng đánh đổi cả một nền kinh tế để đảm bảo an toàn cho người dân. Vào đầu tháng 4, có một bộ phim ngắn mang tên Stop Asia Here Together do đạo diễn Bảo Nguyễn, một đạo diễn gốc Việt, khởi quay tại thành phố Los Angeles, bang California, nhằm vào sáng tỏ cái khía cạnh lịch sử của nạn phân biệt chủng tộc đối với người gốc Á tại Mỹ. Trong phim có đề cập đến vụ người đàn ông da trắng xả súng tại 3 tiệm spa ở thành phố Atlanta, bang Georgia vào ngày 16 tháng 3, cướp đi sinh mạng của 6 phụ nữ gốc Á. Nữ diễn viên Olivia Munn, người có mẹ mang dòng máu Việt Trung, có nói trong phim: vào ngày 16 tháng 3, 6 người phụ nữ bị giết trong vụ nổ súng kinh hoàng. Họ là những người bà, người mẹ, con gái, người chị và là vợ. Họ bị giết vì là người châu Á. Bạo lực chống lại người gốc Á không phải chuyện mới, nó là một phần trong ký ức của chúng tôi. Các bạn có thể tìm đọc trên các trang báo mạng, có rất nhiều đất nước phát triển họ kỳ thị người gốc Á, rồi cả các du học sinh châu Á phải chịu những gì khi đi học bị kỳ thị, bạo hành chỉ vì đeo khẩu trang. Đổi lại là Việt Nam, họ đối xử với những người nước ngoài như thế nào? Các bạn thử nghĩ mà xem, có rất nhiều người Việt ở nước ngoài, họ mải mê kiếm tiền, họ rời bỏ quê hương sống ở cái nơi được gọi là thiên đường. Họ sinh con cái, sống hòa nhập với cuộc sống phương Tây, văn minh và phát triển. Để rồi khi về già, họ ngồi trong viện dưỡng lão nha, sống một cuộc sống cô độc suốt cuộc đời còn lại. Nhìn con cháu họ, không còn nói ngôn ngữ của mình, không còn gìn giữ bản sắc dân tộc nữa. Đến khi mất đi, vẫn chỉ là một hồn ma lưu vong, lạc lõng nơi đất khách quê người. Đó chính là thiên đường mà mọi người đang nói đến sao? Sống ở đất khách quê người, nó đã đáng sợ. Nhưng nạn tấn công những người gốc Á đang tràn lan mỗi ngày, uy hiếp đến tính mạng và tinh thần, thì đó thực sự là ác mộng. Đừng thấy một số Việt Kiều về nước có nhiều tiền mà mọi người lầm tưởng. Những người buôn bán làm ăn có kinh tế ổn hẳn thì mình không nói. Nhưng đa phần những Việt Kiều về nước, họ đều là những người có mức thu nhập bình dân, đôi khi còn thấp nữa. Đối với những người có giấy tờ hợp pháp, cuộc sống và công việc của họ còn có vẻ thoải mái. Nhưng mà đối với những người mà không đầy đủ giấy tờ, họ phải chấp nhận đi làm bất hợp pháp, kiếm được ít tiền hơn và bỏ ra nhiều công sức hơn. Họ chỉ biết làm và làm mà thôi. Để dễ hình dung thì đúng như với câu là không có thời gian để tiêu tiền. Tiền kiếm đã vất vả, chi tiêu cũng cả một vấn đề lớn. Giá cả đắt đỏ, rau củ quả thì vô cùng đắt đỏ so với thịt cá. Thịt thì phải qua một quy trình tiệt trùng nghiêm ngặt mới được bán ra thị trường. Nó không thể tươi ngon như ở Việt Nam, đến mức mà có người muốn làm trà bông để ăn mà khi mua thịt về làm thì nó lại vụn như cám. Nhưng đã chót làm thì cứ phải cắn răng mà ăn cho hết. Mỗi dịp như Trung Thu hay là Tết Nguyên Đán, muốn ăn đồ ăn Việt Nam thì phải qua các cửa tiệm của người Việt mua về ăn. Bánh Trung Thu thì không sao, nhưng bánh chưng, bánh tét thì cứ xác định là ăn đồ đông lạnh. Đặc biệt ở các nước phương Tây nha, đồ ăn đa phần ở đồ Tây, các cửa tiệm như Pizza, McDonald's, Burger King thì thường là rất đông khách, vừa đắt vừa ăn không hợp với khẩu vị của người Việt. Thật ra thì cũng có những cửa tiệm đồ ăn châu Á, nhưng giá cả đắt đỏ hơn rất nhiều so với việc tự mua nguyên vật liệu về nhà nấu.
Nên là khi ở nước ngoài rất ít khi mà bạn có cơ hội được tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, ngồi ngoài quán uống tách cà phê, cắn hạt dưa, chém gió. Thứ nhất là do kinh tế không cho phép. Thứ hai là do quỹ thời gian của họ không có thời gian để thảnh thơi, họ còn phải kiếm tiền. Và đương nhiên là không bao gồm những người chờ tiền trợ cấp xã hội. Những người này họ phần lớn phải tiết kiệm gấp mấy lần những người có được việc làm, vì số tiền trợ cấp kia vốn không nhiều. Sống ở nước ngoài để tiết kiệm chi tiêu, cơm nấu xong cũng đóng hộp để phải để đá lại. Khi nào cần ăn thì giã đông rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng lại mà ăn, chứ không thể có ở nước ngoài, chính là lãng phí. Ăn uống sao cho tiết kiệm nhất, vì còn phải trả các chi phí điện nước khác. Đồ đạc trong nhà thường mua đồ second hand, có khi còn đi lượm đồ người ta vứt đi không dùng nữa để mang về nhà dùng nữa cơ. Áo quần thì thường chọn những đợt giảm giá sập sàn 50%, 75% thì mới dám bỏ tiền ra mua về mặc. Cuộc sống nói chung là không được lựa chọn thứ mình muốn, và thay vào đó là phải lựa chọn thứ mình cần. Nhiều người cứ nghĩ dân sinh ở nước ngoài thì cao, nhưng mà các bạn thử ngẫm lại những quan điểm tôi vừa chia sẻ bên trên nhé. So với mức dân sinh của họ, tôi tự thấy dân sinh của chúng ta cao hơn. Chúng ta chỉ tự thấy chúng ta nghèo mà thôi, chứ mức sinh hoạt của chúng ta khá là thoải mái cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng người Việt Nam hay có một thói quen để dành, làm gì thì làm cũng phải để lại cái gì đó cho con cho cháu. Mình khổ thì khổ nhưng cũng phải có gì đó cho con cháu sau này, để cho chúng nó có cuộc sống tốt hơn và khá hơn mình. Nên là trong mắt rất nhiều người, Việt Nam chúng ta luôn nghèo nàn và lạc hậu là như vậy. Nhưng mọi người nên hiểu được rằng tình cảm là thứ mà vĩnh viễn không thể mua được bằng tiền. Vì khi bạn mất đi rồi, cả trăm năm sau vẫn có người nhớ đến bạn, con cháu đời sau đều nhớ đến bạn. Còn ở phương Tây thì khác, khi bạn mất đi, cùng lắm thì có cháu bạn là nhớ đến bạn. Sang đến đời con của nó thì hơi đả kích xíu, nhưng mà chúng cũng chẳng biết bạn là ai. Mà có khi chúng nó thăm mộ mà có nói gì chăng nữa thì chắc vong linh của bạn chưa chắc đã hiểu. Đây là những quan điểm từ Win Channel chia sẻ cùng các bạn. Còn các bạn thì sao? Hãy comment để chúng mình biết được các ý kiến, quan điểm của các bạn nhé. Và đừng quên like, share và follow kênh để nhận được những video mới nhất của Win nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.